Chào quý vị, gia nhập Medicare miễn phí còn được cho thêm tiền hàng tháng khi mà mình gặp cái quảng cáo như vậy rất là hấp dẫn phải không quý vị? À, có một số quý vị cầm những quảng cáo này và liên lạc xin xã hội, hoặc là mình cũng gia nhập bởi vì thấy những cái quảng cáo như vậy hấp dẫn mình gia nhập luôn. À, rồi sau này mình mới thấy rằng, ồ, oh, những cái điều lệ trong cái chương trình như vậy nó không có giống như mình nghĩ ha. mình muốn chia sẻ một tí về cái đề tài này để quý vị thấy uh, cái tình trạng này là ra sao hả quý vị. Hàng năm có khoảng chừng thời gian này uh, tháng 10 uh, cho đến tháng 12 là rất nhiều công ty bảo hiểm bắt đầu quảng cáo về những cái chương trình Medicare miễn phí hoặc là lệ phí thấp vân vân. Rồi một số quảng cáo nói rằng là còn được cho thêm tiền nếu mình gia nhập những cái quảng cáo như vậy có thật hay không như quý vị biết và chắc một số quý vị cũng đã gia nhập những chương trình như vậy là có thật ha nhưng mà đến từ đâu không phải đến từ Medicare chính phủ liên bang ha quý vị mà là đến từ những công ty bảo hiểm tư nhân nha những công ty bảo hiểm tư nhân đó. thì quý vị thấy đó những công ty bảo hiểm lý do tại sao mà những công ty bảo hiểm này có thể tồn tại được mình có thể cho nhiều lý do nhưng mà chỉ tồn tại được với một lý do chính duy nhất thôi phải không quý vị? Là thu nhiều hơn chi ra, nghĩa là thu vào nhiều hơn chi ra phải không? Nếu mà mình gia nhập cái chương trình bảo hiểm qua uh, công ty họ mà miễn phí rồi còn được cho thêm tiền hàng tháng nữa thì có cái gì nó hơi sai sai phải không quý vị? Mình muốn tóm tắt về Medicare một tí cho quý vị thấy là Medicare có 4 phần phải không quý vị? Phần A là phần bệnh viện, đã, phần nội chú ha. Thì nếu mà hồ sơ của mình làm việc và có 40 tính chỉ à, rồi, hoặc là từ vợ chồng đã có 40 tính chỉ rồi, thì khi mà mình gia nhập Medicare, mình không có đóng lệ phí gì hàng tháng hết ha. Là miễn phí, không đóng gì hàng tháng hết ha. Còn cái khác là phần B ha. Phần B là phần ngoại trú, phần mình đi khám bác sĩ rồi đi về thôi. À, không có liên quan đến tính chỉ, làm việc và đóng thuế an sinh xã hội gì hết ha. Miễn sao mình đáp ứng được điều kiện uh, mà họ đưa ra. Chẳng hạn như là một là mình quốc tịch Mỹ hoặc là thường chủ nhân sống ở Mỹ 5 năm trở lên thì gia nhập được vào Medicare thôi, chương trình A, B ha. Cái B này thì không liên quan đến tính chỉ, có nghĩa là cái phí mình phải đóng. Uh, năm nay, 2022 2002 là 170 đồng 10 sen một tháng ha tất nhiên có một số quý vị được tiểu ban hiệu hỗ trợ nên không đóng gì hết ha quý vị à, năm tới thì quý vị thấy là 170 đồng 10 xe này được giảm xuống năm tới đó nha là còn 164 đồng 90 sen một tháng ha đó coi như Medicare có hai phần chính phần A và phần B ha có nghĩa là phần bệnh viện và phần đi khám bác sĩ rồi đi về thôi ha đó là gọi uh, gọi là Medicare nguyên thủy ha quý vị đó. thì ngoài hai cái phần chính này ra đó còn có hai cái phần khác phần phụ nữa phải không? nếu mà mình đi khám bác sĩ uh, Hoặc là bệnh viện ra mà bác sĩ đưa to mình mua thuốc mà mình cầm cái to để mua thuốc mình chỉ có phần A phần B thôi thì tất nhiên mình phải sức tiền túi của mình để mình trả cho chi phí của to thuốc ấy phải không? nên một số quý vị có thêm cái phần D nữa phần D là phần thuốc là có nghĩa là mình có thể mua thuốc qua to bác sĩ ha tất nhiên là phần D có thể có phụ phí vân uh, vân nữa ha nhưng mà phần D thì sẽ giúp mình về mua thuốc qua to của bác sĩ ha. làm sao mình có thể gia nhập phần D thì mình có thể mua cái phần D này từ một công ty bảo hiểm tư nhân ha quý vị và những công ty bảo hiểm tư nhân này tất nhiên đã được xét duyệt và được uh, uh, công nhận từ Medicare để cho được cung cấp cái phần D này cho những quý vị uh, uh, qua cái chương trình này ha quý vị thì phần A và phần B là đến từ liên bang ha phần D không phải đến từ liên bang đến từ công ty bảo hiểm tư nhân ha quý vị ngoài cái phần D này còn có cái phần C nữa ha phần C này là phần bổ sung cho những gì A B Đó. A B và D không trả hoặc là phụ trả thêm uh, hoặc là làm tốt đẹp hơn cho phần A phần B phần D và cộng thêm một số dịch vụ khác mà nếu mà những phần này không có chi trả vân vân nữa ha. Phần C thường thường như mình biết đến với hai dạng phải không? Một là một cái là Medigap phải không? Hoặc là Medicare Supplement. Đó. Đó, có nghĩa là bổ sung những cái gì A, B hoặc D không chi trả hết ha. Như vậy thấy phần B đó là chỉ chi trả có 80% thôi, không có trả hết 100%. Rồi có những cái phụ phí khác nữa, chẳng hạn như là hàng năm mình có cái phần deductible phần A cũng vậy, có những cái phần deductible vân vân. Alright, coi như nếu mình có phần C qua cái dạng Medigap hoặc là Medicare supplement thì có thể hỗ trợ những cái gì mà phần A phần B và phần D trừ lại. Ví dụ như là phần B chỉ trả có 80%, trừ 20%. Lại thì nếu mình có phần C qua cái dạng Medigap, uh, Medicare supplement thì có thể hỗ trợ trả 20% ấy nữa ha quý vị. Đó là một trong hai cái chương trình thuộc về phần c ha cái thứ nhì là như quý vị biết là liên quan đến medicare advantage phải không quý vị medicare advantage này cũng nằm dưới dạng cái phần c luôn ha nếu mà mình có uh, cái phần c thì mình có một là mình có qua cái chương trình thứ nhất medicare uh, medicare supplement gap và supplement đó là một ha quý vị hoặc là Medicare Advantage ha Thì những công ty mà cung cấp cái chương trình phần C này Cũng là công ty tư nhân nha Không phải là từ liên bang ha quý vị Thì cũng được xét và duyệt và công nhận từ Medicare ha Nhưng mà khi mà mình gia nhập Medicare uh, dưới dạng phần C này đó nha Thì nếu mình gia nhập qua cái chương trình Medigap Hoặc là Medicare Supplement như vậy đó Thì mình vẫn còn cái phần A và cái phần B ha có nghĩa là nếu mình muốn nhập gia nhập Medicare phần C thì mình phải có phần A và phần B ha quý vị? Thì hàng tháng có nghĩa là mình phải có cái phần A nếu mình có 40 tính chỉ thì không đóng gì hết. Rồi nếu mình có phần B thì mình phải đóng cho liên bang 170 đồng 10 cent một tháng này ha. Rồi mình mới có thể gia nhập cái phần C uh, tùy theo chương trình nào. Chương trình 1 là Medigap, Medicare Supplement hay là cái chương trình thứ nhì là Medicare Advantage ha. Thì khi mà quý vị gặp những cái quảng cáo như vậy đó, gia nhập Medicare miễn phí còn được cho tiền hàng tháng vân vân Là thuộc về những công ty mà cung cấp cái chương trình Medicare Advantage này nha. Tại sao họ có những cái quảng cáo như vậy? Tại vì họ nhắm vào hai nơi họ có thể thu tiền nếu họ cung cấp cái bảo hiểm này cho mình ha. Nếu mà mình gia nhập qua cái Medigap, qua uh, Medicare Supplement này đó, thì nếu mình là thành viên qua cái chương trình này đó thì những công ty mà cung cấp chương trình này chỉ có thu được cái phần tiền từ mình thôi nghĩa là mình đóng lệ phí hàng tháng tùy theo chương trình mình chọn có thể 50 đồng 30 đồng trăm đồng 200 đồng tháng tùy phải không Còn nếu mình gia nhập qua chương trình Medicare Advantage đó thì đó Medicare sẽ trả nha có nghĩa là Medicare cái nguồn tiền đến từ chính phủ liên bang hàng tháng ha, Medicare sẽ trả cho họ một phần tiền hàng tháng để họ cung cấp cái chương trình y tế bảo hiểm sức khỏe cho mình ha cung cấp hàng tháng đây là một ha quý vị thì khi mà họ cung cấp như vậy đó khi mà quý vị gia nhập qua Medicare Advantage như vậy đó thì cái thẻ phần A phần B mà mình có đó nha mình không có còn cái thẻ ấy nữa nè nha tất nhiên là mình phải có cái phần A phần B mới gia nhập được ở đây ha nghĩa là mình có phần A mình không đóng gì hết hàng tháng nếu có 40 tính chỉ rồi phần B mình phải đóng 170 đồng 10 cent một tháng như vậy ha khi mình có như vậy rồi đó mình mới có thể gia nhập cái chương trình của họ Medicare Advantage đó. thì đó khi mình gia nhập thì Medicare lấy đi cái phần A phần B này từ mình rồi nha và kêu những công ty mà cung cấp cái chương trình Medicare Advantage này đó ấn ra một cái bảo hiểm từ công ty họ cho mình nó giống như cái bảo hiểm sức khỏe từ công ty làm việc mình có vậy đó qua chương trình HMO ha. có nghĩa là khi mình gia nhập từ đây đó thì mình không có thể đi bác sĩ qua cái danh sách mà nhận Medicare nữa ha. Nhưng mà khi mà mình gia nhập đó thì công ty mà mình gia nhập qua chương trình Medicare Advantage này đó Họ đưa cái danh sách cho mình Bác sĩ nào trong đó là mình phải đi trong danh sách đó nha Nếu mà mình không đi trong đó thì có thể là không chi trả ha quý vị Thì một nguồn tiền họ nhận hàng tháng từ chính phủ chi trả Để mà họ cung cấp cái này phải không Rồi một nguồn tiền khác là từ đâu từ thành viên có nghĩa là mình gia nhập thì có thể hàng tháng mình phải đóng phí hoặc là có một số chương trình thì họ nói rằng ở đây là gia nhập miễn phí còn cho được tiền hàng tháng lại nữa là sao khi mình gia nhập thí dụ như là mình đóng phí 50 đồng tháng đi mà mình không đóng có nghĩa là chương trình này có thể không đóng hoặc là chương trình kia có thể đóng vân vân nhưng mà họ có thể cho mình tiền lại lại đâu có tiền cho là tại vì hàng tháng đó Medicare đã cung cấp cho họ cái phần tiền ấy phải không quý vị? Rồi họ cho mình cái phần tiền lại thường thường tối đa là bằng cái phần tiền mà mình phải đóng cái lệ phí phần B hàng tháng như vậy nè, là 170 đồng 10 cent một tháng đó. Có nghĩa nếu mà hiện thời bây giờ mình đang có phần A phần B mà mình phải đóng 170 đồng 10 cent một tháng rồi mình gia nhập chương trình họ đó, rồi họ nói rằng không cần đóng lệ phí hàng tháng gì hết, họ sẽ trả lại cái này cho mình, trả tối đa lên đến 170 đồng 10 cent cho mình nè để mà mình trả cho cái phần B hoặc là trả thẳng cho mình luôn vân vân đó là cái phần tiền mà họ cho lại như vậy ha có nghĩa là có một số quảng cáo của họ nói rằng là gia nhập cái chương trình Medicare Venice từ họ mỗi tháng mình không đóng lợi phí gì hết rồi còn được cho tiền ngược lại để mà mình đóng cái phí phần B ở đây luôn hấp dẫn lắm không quý vị đúng vậy bởi vậy tại sao khi mà những quảng cáo này đến với những quý vị mà À, đủ điều kiện gia nhập Medicare đó Hầu như 70% Những quý vị này đó 70% là gia nhập qua những chương trình như vậy ha. Khi mà mình gia nhập rồi đó, rồi Đến thời gian mà mình cần sử dụng Cái dịch vụ y tế Từ những chương trình này mà họ cung cấp như vậy Mới thấy là cái sự thiệt thòi đến Thì nó cũng hơi muộn ha quý vị à, Là gì? Quý vị nhớ hồi nãy Lúc đầu mình có nói là lý do duy nhất mà công ty lý do chính mà công ty bảo hiểm có thể tồn tại được là phải thu vào nhiều hơn là chi ra mới có thể tồn tại được phải công quý vị Đó. thì qua chương trình Medicare Advantage họ thu từ hai nguồn phải không từ chính phủ hàng tháng và từ thành viên phải không mà bây giờ họ thu từ chính phủ rồi họ trả lại cho mình như vậy một phần như vậy rồi đến khi mình dùng dịch vụ thì sao có thể có những cái ẩn phí khác để mình qua trang này để dễ một tí thôi Alright thì khi mà mình dùng những cái dịch vụ sử dụng những cái dịch vụ ấy như vậy đó thì có thể họ có những cái dịch vụ khác chẳng hạn như là deductible cao hoặc là co-pay cao đó, nhiều mỗi khi mình cần dùng như vậy hoặc là gì nữa danh sách bác sĩ của họ không có nhiều bằng danh sách mà qua chương trình medicare bởi vì khi mình gia nhập qua chương trình medicare Venice như vậy đó thì họ đưa danh sách bác sĩ của họ cho mình mình phải sử dụng những bác sĩ trong đó thì họ mới chi trả. thì bác sĩ đôi khi bác sĩ của mình lúc mình có Medicare phần a phần b thôi đó, chưa có gia nhập cái chương trình Medicare Venice đó thì những bác sĩ ấy nằm trong cái chương trình Medicare phần a phần b uh, b mình có. rồi bây giờ mình gia nhập qua cái chương trình Medicare Venice thì họ đưa cái danh sách của bác sĩ uh, qua chương trình họ thì bác sĩ của mình là không có nằm trong danh sách ấy để mà mình sử dụng, không quý vị. Đó hoặc là bác sĩ điều trị cái tình trạng uh, điều trị uh, tình trạng dịch vụ uh, sức khỏe mình cần lại không có ở nơi địa phương của mình ở nơi xa xôi mà mình phải đi xa mới đến được như vậy hay gọi là cuộc hẹn đặt rất khó vân vân uh, có nhiều cái khác nữa nằm trong đó phải không quý vị Medicare Advantage này đó, thường thường cung cấp thêm những cái phần khác nữa chẳng hạn như là răng mắt tai mà Medicare phần b phần a không có cung cấp phải không quý vị mỗi lần mình dùng những cái dịch vụ này thì ra sao có những phụ phí gì rồi thường thường cũng bao gồm phần thuốc trong đó luôn thì sao mỗi lần nữa mà mình dùng cái chương trình này để mà mua thuốc qua to của bác sĩ thì sao những cái phí mà mình phải trả có cao có nhiều hay không có những giới hạn gì à, ha có một số quý vị gia nhập nhìn vào cái tình trạng sức khỏe của mình uh, hiện tại nhưng mà không có nhìn vào tương lai có thể dịch vụ này dịch vụ kia mình có thể dùng uh, trong thời gian tới vân vân uh, rồi mình gia nhập rồi khi mình cần dùng thì lại dùng không được bởi vì nó không có hiệu quả như là mình chỉ có cái chương trình Medicare phần A phần B riêng rẻ từ liên bang thôi quý vị không phải mình uh, nói rằng là Medicare Advantage những công ty mà cung cấp những chương trình này đều là Ờ, những chương trình không tốt hết đâu nha nhưng mà cái cách thức của những công ty bảo hiểm áp dụng là bởi vì thấy phải không giống như mình nói là cái thu của họ phải phải vào nhiều hơn là cái chi ra phải không thì có nghĩa rằng là 10 người mà họ cung cấp cái chương trình bảo hiểm đi thì có thể là hai người nhận được toàn diện hết tất cả những sự tốt đẹp mà có thể tám người kia là không nhận được nhiều như là họ nghĩ vân vân nên nếu mà quý vị nào mà muốn gia nhập cái chương trình Medicare Venice này đó thì hãy nhìn hết những cái điều lại và một số điều mà hồi nãy giờ mình chia sẻ đó để quý vị có thể thấy rằng là cái chương trình mà mình muốn gia nhập có hợp với mình hay không ha. Nên khi mà mình gia nhập thì mình hãy nhìn vào cái tình trạng cá nhân của mình ha quý vị chứ đừng có nhìn vào cái tình trạng chẳng hạn như là bạn bè hay người này người kia khuyên rằng là hay tôi có cái chương trình Medicare Venice đó tốt lắm. Uh, ông hay bà anh hay chị nên gia nhập cái đó đi ha. Tại vì mỗi người có thể là cái dịch vụ mình cần uh, nó khác nhau từ người này tới người kia ha quý vị. Tại sao mà những công ty bảo hiểm tung ra những cái quảng cáo ở thời gian này rất là nhiều trong thời gian này? Như quý vị biết là hàng năm ở thời điểm khoảng chừng 15 tây tháng 10, đó, 15 tây tháng 10 hàng năm ha. Cho đến ngày 7 tháng 12. Đó, thì 15 tây tháng 10 sắp đến ha cho đến 7 tới tháng 12 có nghĩa là thời gian mà cho phép mình có thể gia nhập cái chương trình uh, uh, Medicare Venice qua cái uh, cái cái phương thức thường ha quý vị và khi mình gia nhập như vậy đó thì cái chương trình này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ đầu năm mới nha có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 ha quý vị nên một số vị nào mà thấy những cái quảng cáo như vậy đó hoặc là mình đang có Medicare phần A phần B rồi và muốn chuyển qua các chương trình Medicare Advantage đó thì hãy nhìn tổng hợp, tổng quát hết, xem coi có hợp với cái tình trạng cá nhân của mình hay không ha. Những công ty bảo hiểm mà cung cấp những cái chương trình uh, như vậy đó, thường thường họ có một đội ngũ đo lường cái biên độ an toàn của họ nên luôn luôn cái biên độ an toàn của họ luôn nằm ở mức cao ha, quý vị. Khi mình nhìn vào cái thị giá thấp rồi mình nghĩ rằng là mình sẽ nhận được cái giá trị cao đó thì hãy lưu ý và coi chừng thôi quý vị là bởi vì khi mình thật sự cần những cái dịch vụ ấy thì mình thấy rằng cái giá trị nó thấp hơn cái thị giá mình đưa ra nữa mình đã chi trả nữa ha có gì mình sẽ trả lại những video sau chào quý vị